Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Công Tráng sinh năm 1977, hung thủ sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2018, Đinh Công Tráng đột nhập vào nhà vợ chồng anh Trường và chị Hoa để trộm cắp tài sản. Bị vợ chồng anh Trường phát hiện, Tráng dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào người anh Trường và chị Hoa, làm hai nạn nhân tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tiếp đó khoảng 2 giờ sáng ngày 18 tháng 8 năm 2018, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lợi dụng sơ hở của mọi người, Tráng đã trộm chiếc túi sách có tiền, thẻ ngân hàng, giấy tờ cá nhân và giấy tờ xe ô tô của chị Lê Thị Kim Trung với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng. Trước đó, ngày 27 tháng 7 năm 2018, Tráng cũng trộm cắp một điện thoại trị giá 6,2 triệu đồng của anh Phạm Văn Hiệu ở đường Lương Định Của, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Kết thúc phiên sơ thẩm, tòa tuyên phạt Đinh Công Tráng tổng mức án tử hình, đồng thời phải bồi thường chi phí cứu chữa cho vợ chồng anh Trường, chị Hoa, cùng với tổn thất tinh thần cho người thân trong gia đình nạn nhân với số tiền 423 triệu đồng, đồng thời phải chịu trách nhiệm chu cấp cho hai con của vợ chồng anh Trường đến khi các cháu đủ 18 tuổi.